Thưa quý vị, sau 12 trận đấu vòng bảng giải bóng đá thiếu niên di động cấp truyền hình VRT năm 2020, ở lứa tuổi U11 đã có tổng cộng 62 bàn thắng được ghi, trung bình hơn 5 bàn thắng một trận. Không chỉ có nhiều bàn thắng, dòng bảng lứa tuổi U11 năm nay cũng cho thấy các đội bóng tham dự giải đã có sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn, kỹ chiến thuật. Những nhân tố xuất sắc, yếu tố bất ngờ cũng liên tục xuất hiện. Ở bảng A, U11 Long Điền cho thấy họ xứng đáng với biệt danh GO. Những chú GO Long Điền sau trận hòa với U11 Bà Rịa trong ngày ra quân đã hoàn toàn lột xác ở hai trận đấu còn lại. Đội bóng do huấn luyện viên Hồ Thiện Tâm dẫn dắt lần lượt đè bẹp U11 Côn Đảo 5-1 và U11 Xuyên Mộc 5-0 để xuất sắc vào bán kết với tư cách đội dẫn đầu bảng A. Long Điền so với mùa giải năm ngoái thì năm nay đá hay hơn nhiều. Chúng ta vừa thấy là Long Điền thắng Xuyên Mộc với tỷ số 5-0. với một lối chơi có bản sắc, có bài bản và có những cầu thủ biết tỏa sáng. Thì tôi nghĩ rằng hai suất chơi bán kết tại đầu tiên ở U11 thuộc về Long Điền và Bà Rịa là hoàn toàn xứng đáng. Bà Rịa năm ngoái cũng đã có thành tích ở giải cái hạng mục cho lứa tuổi dưới 11 tuổi rồi. Ở bảng B, U11 Châu Đức thể hiện sức mạnh tuyệt đối là một bất ngờ lớn ở giải đấu năm nay. Những chiến binh Linh Dương Xanh toàn thắng 3 trận, ghi 15 bàn và là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng lứa tuổi U11. Đội hình của U11 Châu Đức có chiều sâu và đồng đều ở tất cả các vị trí. Đặc biệt trên hàng công, đội bóng này đang sở hữu Hoàng Ngọc Tuấn Hưng, chân sút cực kỳ xuất sắc, hiện đã có 7 pha lập công và dẫn đầu ngôi vị vua phá lưới lứa tuổi U11. Nổi lên một cái tên rất là nổi bật, đó là Châu Đức, U11 Châu Đức. Đội bóng này có cái lực lượng đều của ba tuyến, thể hình và thể trạng của đội bóng này khá là tốt. Và đặc biệt là có một cầu thủ được đáng chú ý nhất ở trên giải đấu này là cầu thủ mang số 9 Tấn Hưng, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của vua phá lưới của lứa tuổi U11. Hai đội bóng vào bán kết với ngôi nhì bảng là U11 Bà Rịa và U11 Vũng Tàu cũng rất đáng gờm. Đây là hai đại diện sở hữu nhiều cầu thủ nhí xuất sắc rất đáng chú ý. Điển hình như phía U11 Bà Rịa có Hồng Sơn, Thiện Nhân, còn U11 Vũng Tàu có Minh Nhật, Quốc Minh. Bởi vậy, các cặp đấu ở lượt trận bán kết lứa tuổi U11 giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình VRT năm 2020 diễn ra vào chiều nay sẽ rất hấp dẫn và khó lường. Trận đấu này thì cũng khá tương đồng với cặp đấu đầu tiên. Các cầu thủ U11 của thành phố Vũng Tàu áp dụng những con bài chiến thuật của họ thì cũng là một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Khi mà vào đến trận bán kết rồi thì không đội nào sẽ dễ dàng chịu thua đội nào cả. Và chúng ta cũng sẽ chờ đợi những trận đấu mà được phát trên kênh sóng của đài truyền hình VRT. Trên sân Bầu Thành, huyện Long Điền chiều nay, trận bán kết 1 giữa U11 Châu Đức và U11 Bà Rịa diễn ra vào lúc 14:30, kế đó là vào lúc 15:30. U11 Long Điền sẽ chạm trán U11 Vũng Tàu ở trận bán kết 2. Thưa quý vị, cũng qua 12 trận vòng đấu bảng giải bóng đá thiếu niên di động cấp truyền hình VRT đã xác định được 4 đội bóng xuất sắc lọt vào vòng bán kết lứa tuổi U13. 51 bàn thắng được ghi, trung bình hơn 4 bàn một trận là con số khá cao, cho thấy nỗ lực cống hiến, quyết tâm của các đội tham gia. Đến với giải đấu năm nay, U13 thành phố Vũng Tàu cho thấy mình là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Đội bóng áo vàng toàn thắng trong vòng đấu loại tại bảng A với tỷ số cách biệt rất lớn, 6-0 trước Đất Đỏ, 5-0 trước Xuyên Mộc và 6-2 trước Côn Đảo. Ghi đến 17 bàn thắng, thế nhưng chỉ để thủng lưới chỉ có 2 bàn. Đặc biệt, khả năng ghi bàn đều được chia đều cho các đầu thủ các tuyến. Vũng Tàu cho thấy sức mạnh vượt trội tại bảng đấu của mình. Con thấy rất là tự hào vì khi đội con 3 trận thắng liên tục ở vòng bảng. Vọng sắp tới của cháu cũng như là cả đội bóng là sẽ vô địch giải bóng đá này. Trong khi đó, đương kim vô địch của giải đấu U13 thị xã Phú Mỹ cũng là một ứng cử viên cho trận chung kết khi bất bại sau 3 lượt đấu và đứng nhất ở bảng B. Đội bóng áo cam cũng có hiệu suất ghi bàn khá cao, 8 bàn sau 3 trận. Ưu thế nổi bật của U13 Phú Mỹ đó là các cầu thủ chơi gắn kết, lực lượng đồng đều, các tuyến và lại có thể hình rất tốt. Nếu mà xét chung về mặt thực lực qua quá trình theo dõi giải đấu thì có thể nói là hai đội bóng vẫn nhỉnh hơn là Vũng Tàu và Phú Mỹ. Ở Phú Mỹ thì có thể nói là lực lượng năm nay có lẽ họ vẫn chưa thể hiện sức mạnh của mình qua các trận đấu vừa rồi. Còn Vũng Tàu thì cho thấy sự tiến bộ vượt bậc với lực lượng đồng đều, những cá nhân xuất sắc và lối chơi cũng như là phong độ rất thuyết phục vào lúc này.
U13 thành phố Bà Rịa giành vé vào chơi bán kết với vị trí nhì bảng B rất xứng đáng. Đội bóng này sau khi có trận hòa trước đương kim vô địch Phú Mỹ cũng đã có một trận thắng và một trận hòa. Trong cả 3 trận đấu, các cầu thủ áo xanh đã chơi với hơn 100% sức lực, cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao. U13 thành phố Bà Rịa được xem là đối thủ xứng tầm với U13 thành phố Vũng Tàu trong lượt đấu bán kết sắp tới. Bất ngờ lớn nhất tại giải đấu năm nay đó là đội bóng U13 huyện Côn Đảo dù không được đánh giá cao trước khi giành giải khởi tranh, nhưng chứng kiến những gì đã diễn ra tại vòng đấu bảng cho thấy đội bóng đảo xa xứng đáng với một tấm vé vào chơi trận bán kết. Thi đấu với nỗ lực cống hiến, các cầu thủ nhí Côn Đảo đã có liền 2 chiến thắng trước U13 huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ, sớm quyết định tấm vé vào bán kết cho riêng mình. Năm vừa con cũng lại sớm năm nay con để tập luyện rồi, năm nay đã cố gắng sức. Tới sắp tới là cũng cố gắng đạt vô vòng chung kết của cúp truyền hình BRT. Đội rất đoàn kết. Trận bán kết 1 giữa U13 thành phố Vũng Tàu và U13 thành phố Bà Rịa diễn ra vào lúc 14:30 chiều nay. Tiếp đó là vào lúc 15:30, U13 thị xã Phú Mỹ sẽ chạm trán U13 huyện Côn Đảo ở trận bán kết 2. Cả 4 trận đấu bán kết diễn ra chiều nay trên sân Bầu Thành, huyện Long Điền đều được livestream trực tiếp trên các trang mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh như YouTube BRT Go, brtgo.com, fanpage facebook.com/truyenhinh.brt. Mời quý vị theo dõi.